100% ở đây là dân tộc thiểu số Bana. Những ngày mùa này thầy cô đi sớm hơn để rồi phát hiện là ví dụ bố mẹ những em là đi rẫy thì giữ các em ở lại cho các em học, không theo bố mẹ là mất cái buổi học đấy. Biết được là các em đang ở trên nhà rẫy của các em ấy, thì đi bộ khoảng gần 2-3 tiếng đồng hồ thì rất là xa, toàn là trèo rồi lội suối đi như vậy, không có khi lên tới nơi các em không đi. 10 giờ đêm canh cho các em nó ngủ, thầy cô mới bắt đầu đi vào, mình mới gặp được gia đình nó vận động tuyên truyền. Có khi thầy cô còn phải ngủ lại đấy luôn, ăn ngủ tại đấy để thuyết phục các em. Lấy cặp cho con đi, lấy cặp nhanh lên để cô cho con đi học chứ. Con có bị sốt không? Không sốt hả? Không sốt thì bảo con ăn cơm sớm rồi đi học để cô khỏi đi gọi để cô còn dạy các bạn nhá. Con có khi đi học không? Đi học để thầy cô còn dạy em chữ nhá. Cô bảo con nên dậy sớm một tí, không làm cho con ăn cơm sớm rồi đi học. Có những lúc vào mà phụ huynh cứ dửng dưng con mình thích đi học thì đi, không thích thì thôi, cho nghỉ luôn vậy đó. Họ xem cái việc học của con em họ như là cái nghĩa vụ của nhà trường, chứ không phải là giúp cho con họ sau này là có một cái nền tảng trí thức rồi giúp cho kinh tế gia đình phát triển. Giáo đã vào đến cái khu vực trong này rồi, là cũng vì cái tình thương đối với trẻ, không có tâm huyết thì thầy cô không bao giờ làm được những việc như vậy. Có một phần nào đấy là nó xuất phát từ cái tình yêu nghề của mình nữa, với lại các em cũng rất là thương, thật sự rất là thương. Đến trường được nghe các em nói cười, được các em giải bày tâm sự của mình, như thế là đó là động lực lớn nhất đối với chúng tôi để chúng tôi tiếp tục đến trường và hoàn thành tốt công việc của mình.